Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo thánh má thiêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng, thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời." Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy tức là đón nhận thầy các con hãy coi chừng đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này vì thầy bảo các con thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhang cha ta đấng ngự trên trời đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô người khen Chúa Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em Hôm ngày 29 tháng 9 vừa qua Chúng ta cùng với giáo hội Mừng lễ các thánh tổng lãnh thiên thần Mikae, Gabriel và Raphael. Hôm nay chúng ta lại mừng lễ các thiên thần hộ thủ hay còn gọi là các thiên thần bản mệnh. Điều đó giáo hội cho chúng ta thấy được một vai trò khác của các thiên thần trong đời sống của giáo hội và trên từng người của chúng ta các ngài như là những người bạn thân tình chí thiết ở bên cạnh loài người để nâng đỡ con người vì lẽ đó mà chúng ta thấy trong lời nguyện lời nguyện đầu lễ lời tổng nguyện đó giáo hội đã dâng lời cầu nguyện tôi xin được đọc lại nguyên văn ở đây chúa là đấng an bài mọi sự đã sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bên vực che chở và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang thật vậy các thiên thần luôn ở bên cạnh chúng ta từng giây từng phút các ngài không ngừng nhắc nhở chúng ta về tình yêu của thiên chúa đối với con người rồi các ngài cũng không ngừng để gợi lên trong tâm hồn của mỗi người chúng ta những tâm tình đơn sơ trong sạch cao quý và đồng thời các ngài cũng xua đi xua đuổi đi khỏi tâm trí chúng ta những cái tư tưởng ám mùi bất chính để cho chúng ta được lắng nghe lời chúa và tiến bước trên con đường nẻo chính đường ngay và chúng ta có thể để cho chúng ta có thể sống trong sự bình an À, hạnh phúc đích thực. Còn trong bài phúc âm mà chúng ta mới vừa nghe, các tông đồ đến với Chúa Giêsu và hỏi thầy rằng: Ai là người lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu không trả lời cho các môn đệ một cách trực tiếp, nhưng ngài đem một em nhỏ đến ở giữa các môn đệ của mình và Chúa Giêsu nói rằng Ai không trở nên như trẻ nhỏ Trở nên như trẻ nhỏ là sống với tinh thần Tinh thần trẻ thơ Một cái tâm hồn đơn sơ Thật thà khiêm tốn phó thác Thì sẽ không được vào nước trời Và ai trở nên sống cái tinh thần như vậy Tinh thần đơn sơ phó thác khiêm tốn thì người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời và khi chúng ta sống như vậy thì chúng ta sống giống như là các thiên thần và đặc biệt là các thiên thần bản mệnh của chúng ta các ngài ở bên ở trên trời và không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhang của Thiên Chúa và luôn bảo vệ con người ở trong mọi hoàn cảnh ở mọi nơi. Ờ, có một câu chuyện của một vị linh mục đã kể lại cái câu chuyện trong chính cuộc đời của cha. Đó là tại một cái xứ đạo nọ ở vùng sâu vùng xa ở bên nước Pháp vào một đêm nọ Cha chuẩn bị lên giường để nghỉ đêm Thì có người đến để báo với cha Có một người đang lâm trọng bệnh Và xin cha đến để sức giàu Và ban cái bí tích sau cùng cho bệnh nhân này Giữa đêm khuya Và cha cũng biết rằng trên con đường đi đến nhà bệnh nhân thì phải băng qua một con đường mà con đường đó xuyên qua một cánh rừng lớn và vắng. Thế nhưng vì sứ mệnh của người mục tử cha không thể từ chối và cha chuẩn bị những cái đồ cần thiết và cha lên đường. Thì cha đi đến đầu của một cánh rừng thì cái quang cảnh trời thì tối tăm không một bóng người rất vắng vẻ cha cảm thấy thấy ớn lạnh người nhưng cha sực nhớ chúng ta có thiên thần bản mệnh cho nên cha dừng lại cầu nguyện trong giây lát và cha tiếp tục đi xuyên qua con đường đi qua cánh cánh rừng đó thế rồi cha cũng cuối cùng cũng đến được nhà của bệnh nhân và cha giúp cho bệnh nhân à, kịp trong giây phút cuối cùng rồi thì cha ra về trở lại con đường cũ đó. Câu chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng. Thế nhưng khoảng 10 năm sau có một người cũng vào một buổi chiều nọ, có một người đến gõ cửa và báo với cha rằng có một tử tù xin được gặp cha. Và cha cũng vội vã đến nhà tù để gặp người tử tù này khi gặp cha thì anh tử tù mới hỏi: "Thưa cha, cha có phải là cha sở của họ đạo X không?" Cha sở nhìn anh và hỏi lại: "Sao anh biết tôi?" "Trước đây khoảng 10 năm thì tôi đã làm cha sở ở đó." Anh ta mới trả lời với cha: "Đúng vậy. Trước đây khoảng 10 năm" cha có nhớ một đêm nọ cha đi xuyên qua cánh rừng vào một đêm tối vắng trời không trời trời tối vắng lặng không cha sợ dừng lại à nhớ cha có biết rằng lúc đó con là một tên cướp của giết người và con đang lẩn tránh ở trong cái khu rừng đó và con quyết định rằng khi có ai đi ngang là con sẽ giết họ và con sẽ lấy đồ của họ con mặc và cải trang để người khác không nhận ra được con và con sẽ tránh được lưới của pháp luật và đúng là đêm đó cha đã đi qua và con với ý định rằng con sẽ giết cha thế nhưng khi con định ra tay thì con lại thấy có một, một chàng thanh niên cao to rất là uh, hùng dũng đi bên cạnh cha và con thấy rằng đây không phải là đối thủ của con Cho nên chính vì vậy mà con phải phải à, dừng bước Và để cho cha đi một cách an toàn Thưa cha, con biết tội con đã lớn Và con đáng bị người đời quyền rủa và pháp luật trừng trị con Thế nhưng trong lúc này suốt 10 năm qua con vẫn bị mang nỗi nhớ như là trong lòng của con con muốn biết cái người mà đi với cha Cái đêm hôm đó là ai Bởi vì một cái diện mạo rất là khác thường Nhìn anh rất hiền lành Nhưng rất uy nghi Làm cho con sợ Mà con là một tướng cốp chiên đã giết người Thì con đâu có bao giờ sợ ai Vậy mà con nhìn thấy cái người này Thì con lại lại sợ Cha sợ mới suy nghĩ Một vài giây Cha trả lời đó chính là thiên thần bản mệnh của tôi Khi nghe nói đến vị thiên thần bản mệnh Người tử tù này rất cảm động Và anh ta đã khóc nức nở Và xin cha cho anh được xưng tội Và lãnh nhận các bí tích sau cùng Để trước khi anh phải đền bù Vì những cái lỗi lầm trong cuộc sống mà anh đã gây ra cho bao người Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta các thiên thần bản mệnh Và ngày đêm gìn giữ chúng ta Từ khi chúng ta còn trong dạ mẹ Hằng bảo vệ dẫn đường cho chúng ta trong cuộc sống Thế nhưng các thiên thần bổn mệnh của chúng ta đã thực hiện sứ mạng của các ngài một cách âm thầm và khiêm tốn. Vì chính vì sự âm thầm và khiêm tốn đó, nhiều khi chúng ta đã không nhận ra hoặc chúng ta không biết. Cho nên cũng vì vậy mà chúng ta quên lãng sự cảm tạ đối với lại các ngài. Thật vậy chúng ta đã mang ơn và chúng ta nợ các thiên thần hộ thủ của chúng ta rất nhiều. Vì vậy thương bà anh chị em, với thánh lễ chúng ta kính nhớ đến các thiên thần hộ thủ của chúng ta hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta biết kính trọng, biết yêu mến và cậy trông vào sự che chở của các thiên thần bản mệnh là những người bạn mà Chúa đã quan phòng để yêu thương ban tặng cho chúng ta trên con đường lữ thứ bước về nhà cha trên trời chúng ta cũng xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe những lời nhắc nhở của các thiên thần bổn mệnh qua tiếng nói của lương tâm để nhờ đó và nhờ ơn chúa cùng với sự đồng hành của các thiên thần bản mệnh để giúp cho chúng ta được luôn sống trong sự bình an sống trong ơn thánh chúa sống đẹp lòng chúa bây giờ và mãi mãi amen